Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fables, I don't think they need us no more. Trải nghiệm rượu vang với các cái món ăn, trong đó là các cái món ăn thì sẽ được kết hợp với từng loại rượu vang. Để các anh chị thể có sẽ đánh giá về cái sự hài hòa, cái sự tuyệt vời khi mà rượu vang kết hợp với ẩm thực. Rượu vang là thứ uống rất tuyệt vời. Tức là ngay ban đầu không cảm nhận được nó là tuyệt vời đâu. Nói thế thì mọi người bảo sao mà cảm nhận tuyệt vời luôn. Nhưng mà quá trình làm việc, trong quá trình làm việc thì tiếp xúc, người ta chạm vào mình, tìm hiểu, cảm thấy rất tuyệt vời. Thế là lý do tại sao mình theo đuổi này là gì? Nhất cho bản thân mình, tức là mình được hiểu, biết sự thẩm thấu, sử dụng những thứ là tinh hoa của tới nước tinh hoa của văn minh nhân loại để lại. Sau đó khi mà hiểu rồi thì mình lại mong muốn chia giải công việc đẹp. Tuy nhiên những điều mà Cao Minh trao giá trị cho thị trường ngày hôm nay thì lại là lớn nhất. Và trong suốt năm 2022 vừa rồi là Cao Minh đào tạo những cái khóa học về rượu vang như anh chị đang được trải nghiệm ngày hôm nay, hoặc là những khóa học liên quan đến online lên đến khoảng 10.000 người trên khắp cả nước. Và điều này là làm cho đội ngũ tour của Cao Minh rất là tự hào, vì đến đâu mọi người cũng cứ nhắc đến đào tạo và nhắc đến Cao Minh cụ thể Atlantic. Chúng ta có buổi ngày hôm nay thật là vui, ý nghĩa, và chúc anh chị bắt đầu bước vào thế giới rượu vang một cách chuyên nghiệp và cũng không phải tất cả cả nhà. Rồi.